Davida nhận thấy rằng có 4 lỗi cơ bản khi bạn cầm micro. Bây giờ hãy cùng Thanh Bình xem bạn đã mắc bao nhiêu lỗi nhé. Lỗi thứ nhất, sai khoảng cách. Thanh Bình để ý, khi các bạn cầm micro khi hát thì có nhiều bạn sẽ để micro sát miệng như thế này đây, để âm phát ra có thể to và phân cách hơn. Hoặc có nhiều bạn lại để rất là xa như thế này, bởi vì sợ âm chói tai. Nhưng mà đây hoàn toàn là những cách sai lầm các bạn nhé. Khi các bạn cầm micro, các bạn sẽ đặt micro cách miệng tầm khoảng 2-5cm như thế này đây. Ở khoảng cách như thế này thì âm phát ra từ micro sẽ hay và đầy đặn nhất các bạn nhé. Lỗi thứ hai, đó là sai hướng micro. Vậy micro đặt theo hướng nào thì sẽ phát ra âm thanh hay nhất các bạn nhỉ? Các bạn sẽ để micro thẳng chú xuống như thế này hay là chết lên trời như thế này? Tất cả đều không phải đâu nhé. Khi các bạn cầm micro, các bạn đặt micro theo phương thẳng với phương của miệng. Ở hướng như thế này thì micro sẽ hút đầy đủ âm thanh nhất và khiến cho âm thanh phát ra hay nhất. Lỗi thứ ba, sai vị trí. Cái lỗi này thì Thanh Bình thấy có rất là nhiều bạn mắc phải. Đó là khi các bạn cầm micro, các bạn hay cầm tít lên trên và cầm đến lưỡi chụp micro như thế này đây. Hoặc là cầm xuống dưới đuôi của micro. Có phải là nó rất là lỏng lẻo không nào? Và bây giờ sẽ mắc các bạn cầm micro làm sao cho đúng. Chúng ta sẽ cầm micro ở giữa micro như thế này đây. Và với tư thế cầm như thế này thì Thanh Bình cảm thấy rất là chắc tay và rất là tự tin khi hát các bạn nhé. Lỗi thứ tư, hướng về phía loa. Đây là một lỗi mà Thanh Bình cảm thấy là cũng có rất là nhiều bạn mắc phải. Đó là khi mà các bạn cầm micro, các bạn thường vô tình hướng micro về phía loa. Và với cái cách làm như thế này thì chắc chắn rằng nó sẽ gây ra tình trạng hú rất là khó chịu. Và để tránh tình trạng này thì các bạn tránh cái việc hướng micro về phía loa, hoặc là các bạn nhớ tắt đi tín hiệu của micro ngay sau khi hát các bạn nhé. Và còn một lưu ý nhỏ nữa nhưng mà cũng không kém phần quan trọng mà Thanh Bình muốn gửi đến các bạn. Đó là khi mà các bạn chọn mua micro thì các bạn nhớ chọn mua những loại micro có chất lượng tốt, chống hú, mắt âm nhạy cũng như là mắt sóng tốt. Như vậy thì các bạn sẽ hoàn toàn tự tin khi hát.